Chào cả nhà. Hôm nay mình giới thiệu món mới cho cả nhà, nữa đó là món bánh cua. Thì mình có 400 g mà thịt cua hôm đợt mình lột ra mùa hè mình đi Bắc đó. Với lại mình có 3 mẫu bánh mì xé vụn, 3 mẫu bánh mì tươi á, mì sandwich đó cả nhà. Đó, mình xé vụn ra, mình lấy cái lõi ở trong thôi, còn cái vỏ ngoài mình đừng có lấy. 3 mẫu bánh mì. Cái mình bỏ vào cái tô này đó. Sau đó thì nhớ xé vụn ra nha cả nhà, đó xé vụn ra giống như vậy. Thì mình dùng một phần tư cấp sốt mayonnaise, mở ở đây đó, 1/4 cấp nha cả nhà đó. Đây là mình chuẩn bị làm như vậy để cho cái bánh của mình nó béo ngon hơn á. Thế lại một muỗng cà phê mù tạt, sốt mù tạt, dùng cái đi lên mù tạt đó, cái hiệu này nè cả nhà đó, đi lên mù tạt đó. Rồi cái hũ này là hũ ô bay dành cho cái món này nè đó, dành cho cua rồi gà tôm rồi đó, cái ô bay spicy đó. Đây là ô bay nè, rồi một muỗng canh hành băm nè, ngò mỹ nè, một nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê tiêu, một quả trứng gà đó. Cây mà ngò mỹ là cái loại này nè cả nhà đó, broccoli đó, nhưng mà mình dùng cái loại tươi nên mình dùng một muỗng canh. Nếu mà dùng cái loại khô thì một muỗng cà phê thôi, mình giảm bớt lại đó, bỏ vô trong cái tô hết như vậy, đập một quả trứng vô đó. Thì trứng nó làm cho tất cả nó hòa quyện lại với nhau nó dễ dàng đó. Rồi cái mình trộn đều lên đó. Trộn đều lên cho nó thiệt là đều, dùng cái muỗng hoặc là một cái đồ đánh trứng làm cho nó đều lên là được. Trộn đều lên tất cả nguyên liệu lại với nhau giống như vậy đó, nhìn hấp dẫn không cả nhà. Hôm nay lại có thêm một món mới nữa ha. Rồi cái mà là mình bắt đầu cua nè. Cua thì mình sẽ vắt nước ráo, thiệt là ráo nước kẻo mà lát nữa nó bị nhão quá đó. Đó, mình vắt nước cua thiệt là nhão, tại vì mình để trong ngăn đá cũng hơi lâu á nên là nó bắt đầu nó có nước như vậy nè. Đó, thì mình vắt hết cái nước cua ra. Đó, bỏ hết vô trong cái tô rồi trộn lại. Mình trộn các nguyên liệu lại với nhau giống như vậy nè. Đó, để trộn cho nó thiệt là đều, cho nó thấm hết cái gia vị ha. Đó, thì sau khi mình trộn như vậy á, cái là mình sẽ phải bỏ vô tủ lạnh 1 tiếng đồng hồ sau thì mình mới làm tiếp cả nhà ơi. Tại là cái món này mình phải để trong tủ lạnh á, để cho nó hơi cứng lại tí xíu á, với lại nó thấm gia vị á, rồi mình sẽ làm cái nắn cái bánh sau cả nhà ơi. Phải để trong tủ lạnh 1 tiếng đồng hồ nha cả nhà đó, chứ không phải là làm liền đâu. Làm liền nó sẽ bở ra, nó không có dính liền cái bánh đâu, là mình phải để trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng đồng hồ nha đó. Giờ mình để trong tủ lạnh được 1 tiếng rồi cả nhà ơi. Giờ mình sẽ chia ra làm 4 cái cả nhà ơi. Mình sẽ làm 4 cái bánh crab cake. Ông xã đang mình làm được 4 cái, cái mình lấy cả cái loại này nè cả nhà, breadcrumb. Đổ ra. Don't you want to dip those in egg yolks first? Already? No. Phủ một lớp breadcrumb ở bên ngoài giống như vậy. Để cho nó giữ cái bánh nó khỏi bị bể ra mà. Rồi, cầm bỏ vào đi cái này. Đó, mình làm hết.
làm hết mình quay tiếp. Xong bốn cái cả nhà ơi. Đó, mình đi qua bên mình chiên thôi cả nhà. Bỏ vào đây 2 muỗng bơ. Mình chế vào đây thêm một ít dầu nữa, khoảng chừng 2-3 muỗng dầu avocado là dầu bơ. Avocado. Bởi cho cái này nó tan ra rồi nóng lên mình sẽ quay tiếp. Dầu nóng rồi cả nhà ơi, mình bỏ cái bát vô thôi. Làm nhẹ nhàng thôi, kiểu nó bị cả nhà ơi. Đến khi mà khoảng chừng 5 phút á, cái bên dưới nó vàng á, cái là mình lại trở lại. Nãy giờ 5-6 phút rồi cả nhà ơi, mình muốn lật thử một cái lại. À, được rồi nè. Thấy mà vàng vàng kiểu giống vậy là mình lật lại cả nhà ơi. Wow, màu tuyệt đẹp. Đó, mình làm thêm bên kia khoảng 5-6 phút giống vậy nữa là chín rồi đó cả nhà. Hai bên mặt bàn như vậy là chín. Chín rồi cả nhà ơi. Lắc thử bên đây xem này. Perfect. Mình mạnh tay quá rồi. Cái này phải nhẹ nhàng mới được, thôi nó vỡ ra. Được 4 miếng cả nhà ơi. Ngon hấp dẫn không? Wow, xong mình muốn thử một miếng crab cake với lại cái hamburger bun, không biết có ngon không, ăn thử nha. Miếng salad mình mà quên miếng salad mình bỏ vô. Đó, mình ăn thử xem là có ngon không ha cả nhà. Video cả nhà. Ông xã mình không thích ăn với là hamburger, nhưng mà mình muốn thử hamburger có ngon không? Be careful, be careful, you can yeah. Mời cả nhà. Dính cái miệng rồi. Sao ông xã mình không thích ăn hamburger hết? Mình thấy ăn hamburger với lại crab cake rất là ngon. That's a good crab cake. You putting that apple on it? No. That's a good crab cake. Say one of those for Jerry. Okay. Ông xã khen cả nhà ơi.
Yeah, it's good. Thank you. Yeah. Been a while since we had crab. Yeah. Đã thêm bột chua nè. We might have to go out one more time. We already have the license. Ừ. Ông xã nói ông xã rủ đi đi bắt cua nữa cả nhà ơi, nhưng mà không biết là có con nào không nữa, tại vì bữa đi được có một con ở tham huy bên kia đầu quanh quá. We didn't stay very long, but ăn cái hamburger nó béo béo, crab á, có cái mùi crab nó không có tanh như cái mùi cua bình thường mình ăn á, nó không có tanh, mình thêm gia vị vô rồi á, cái nó hơi bên trong nó béo, nó không có khô mà nó mềm, cái thịt nó ngon, và công nhận là cái kiểu này ngon cả nhà. Hôm đợt trước mình không có dùng bánh mì sandwich, mình trộn vô. Lần này mình trộn bánh mì sandwich á, làm cho cả cái thịt cua nó không có bị khô mà nó mềm béo rất là ngon. Lần trước mình dùng cả cái bột mà hồi nãy mình phủ ở ngoài á, mình bỏ chung vô thì nó không ngon bằng cái bánh mì sandwich tươi của mình bỏ vô ngon hơn. Good. Rồi bánh. Ngon quá, ngon hơn bánh sandwich bình thường á. It's good, don't worry. Nhất là xin ăn. Rồi là miếng bánh này. She gets the biggest piece. She ready it. Hmm? She ready it. Get the biggest piece in there. Bird spoiled. Ông xã mình nói mình cưng con chiếc cào của ổng hơn ổng. Mà nó mà nó I don't want to make a meal out of it. Leave one for Jerry. Okay. Ông xã nói chưa một miếng lại cho bác hàng xóm, tại lát nữa bác hàng xóm xuống cho mình một ít bí. Hai tuần rồi mới thấy bác hàng xóm xuống chơi á, chưa lại một miếng, còn một miếng chắc chưa lại cho con trai mình. Tình which one you want to give Jerry? The beautiful bạn ơi. Ông xa cứ ăn thêm miếng, nửa miếng nữa, ngon quá. Còn một miếng rưỡi. Crab that's been frozen for probably July or August. Ừ. Mình để trong ngăn đá cũng mấy tháng rồi mới mang ra ăn ở cả nhà mà vẫn ngon như thường.
rất là ngon. Ông sẽ ăn được một miếng rưỡi luôn. It's soft inside, huh? Last time I did, but I don't do. I don't put the sandwich bread, fresh, so it's a little drier. But this time I put the bread in it. Mm-hmm. The fresh, so it's juicy, much better. Oh yeah, we got that bread. You didn't put that in the freezer, did you? I did. Is it frozen? Yeah. Just throw out very quick. Em sẽ ăn hết rồi cả nhà ơi. Say bye với Annie. Annie, say bye everyone. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Trời ơi trời, chịu không nổi hàng xã. Bye cả nhà, hẹn cả nhà các video sau nữa nha. Bye bye.